Máy Không bác ơi, không phải cách xa như thế đâu, cứ để gần vào cho viên gạch nó khỏe. Đấy, 81 thì chắc là chỉ được lên trên thôi. Là mình làm xa cách nhưng mà bên dưới đáy nó như thế cũng được. Đây cách 3 phân thôi. Vâng, chứ không để thôi. Rộng như thế đâu. Rồi, trên mình thu vào. Bên trên là mình thu vào cũng được nhưng mà bên dưới đúng rồi. Bên dưới cứ để nó xem biết là tí nữa xong rồi đấy lớp mà xong là sẽ đặt gạch cho một hàng đáy cho nó chuẩn. Cứ lấp hết. Cái này quất nhà được mà được. Cũng được. Hết đất. Đây đều được 45 phân hết, đặt thoải mái luôn mà ông không bao giờ chạm vào ấy đâu. Tại trên nốt hai phần này ra. Rồi. Ba hàng thôi này. Ba hàng. 81 này, cái ba một chữ nó rõ đấy. Này, chúng ta như giờ chúng ta vào cái đất này ra này. Rồi. Mới đào nốt cái thằng này, mới đào rồi. Nốt cái sợi. Kéo thôi giờ kéo. Có khi lấy cái mai bé này dễ hơn. Nó có gì không? Vâng. Tiểu. Chỗ này là không có gì, chỗ này là tiểu. Để chú Thanh cứ cày đốt cái hàng này xong đào chỗ chân cái thủy mà thủy này. Đó, đào chỗ chân của bà ấy nữa đi, đào hai đầu nó rộng ra đi. Thì mới cày được viên gạch đi ra. Bảo đào không? Cứ đào hai đầu này ra, thì đào gạch nó ra. Nó chơi cái chân tiểu ra. Thì chúng ta đào này thì ra này cứ cậy cậy. Nó ra. Đừng đừng bảy nó chặn nó bảy nó bật bật lắm lên đâu rồi. Đâu, bảy. Nó phải trong rồi được. Đây nó mãi trong này này, xa lắm. Đây nó cũng xa lắm. Lắp đi rồi. Đấy nó mãi đấy. Đừng cái mai chọc này. Đấy, có miếng ở đây này. Đấy, đấy cháu nó bảo lúc nãy nó vỡ miếng. To không? Đấy đúng không? Đấy, chọc đâu. Sẻ không? Con không ở đây. Bây giờ bác phải lấy cái này bác cậy lên chứ tay em cậy làm sao được. Ôi, thế phải đào mé kia. Sao rộng cái kia ra, xong rồi để moi bên này ra, đào rộng đầu cái hàng gạch không liên quan gì. Hàng gạch không liên quan gì, nếu mà cậy hàng gạch nó găng lên thì là cái kéo chạm vào tiểu đấy. Bên dưới còn gạch không? Còn, một hàng bên này là hết. À thế thì được. Lớp này là hết. Một hàng cái này, một hàng ở giữa ông ạ. Của bên cắt. Vấn đề gì kia? Qua. Cậy cân thì nó sẽ tiểu. Căng, căng. Cho nên đèn cắm đào bên ngoài kia. Ông ấy thì đào bên này, đừng 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 đào bên này đi. Đào một bên đi. Đào bên này đây. Đào thế này thôi. Đào bên nào? Các bác đào bên nào? Bên này rộng được này. Đấy, đào bên này đi. Đào cái này đi. Đào lấy cái bên này trước. Lấy cái bên này trước nhá. Cửa ngoài trước này. Không, lấy cái bên này trước cho cháu. Bên này dễ đào hơn. Lấy cái này, cái nào cũng lên. Đúng. Lấy cái bên này trước. Ô, ông ơi, đừng bẩy thế nó lên tiểu đi ra. Ô, bỏ cái mai ra đi. Bỏ mai cho ông chọc 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 được xong. Ok, nó xê lắc, xê lắc. Kéo nó xê lắc. Bật lắc đi, cậy cẩn thận. Sắn từ, bẩy nó. Ngạp cái từ từ. Bây giờ nó đất nó mút vào nó chậm. Cái nó lau rồi. Đây nó lau chùi. Nó cứ làm nhẹ nhàng coi là vòng quanh kiểu nó chưa hết ra cái là xin là nó nổi nó bật lên ngay mà. Nếu mình mà ép mà nhìn mà là gõ bởi vì đất nó cũng chặt lắm. Nó khô lâu ngoài nó cũng chặt. Tôi cứ cho cái dây xuống rồi. Này còn lót gì trong hết rồi đấy. Phải ông lấy bay ông lót đâu ạ? Cháu chỉ dành cái tiền thôi. Tiền ít thôi. Ông ơi, cho bây giờ trước tiên ông cầm cái bay ông khẽ gạt ở trên nắp trước đã. Không cần gạt, cứ để nguyên đấy đâu. Không vào đầu lấy cái bay coi như là đào cũng quay. Ông cứ bét hết cái này. Còn bên trên nắp cứ để nguyên đất đấy. Bét hết đất. Gạch dưới nó còn chèn gạch phía sau đấy, nó còn chèn gạch, nó còn chèn gạch này, nó khỏi chạy kiểu đùa, nó chèn gạch chúng ta nhìn con á, anh bảo này, anh bảo làm này cho dễ này, gạch hết cái toàn bộ cái khe đấy, cái bay khe gạt 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 cái lắp ra đây để lắp để lắp kệ nó không gạt cái đất này, cái lắp ra không phải gạt sau làm sau cái đấy lắp sau cái này quả mỏ hai gạch.
nữa cái tì vào nữa này. Vừa đấy. Cẩn thận kìa. Chèn nó chứ nó khỏe, nó khỏe. Chạy. Đào đấy, đào mé đấy. Nó không mé sau cứ đào mé ra đấy là nhìn từ tự khắc viên gạch nó ra. Đấy phần nửa sân đi. Thắp nén một chút. Thắp nhiều. Đấy, cái gạch nó nong rồi một chút. Cứ ra thôi, ghét cạnh tiếp biết rồi. Còn cái đất trên kiểu ghê tí bê lên rửa xong. Đây nó có cái dây ngày xưa nó nót rồi đây đâu này. Đây luôn rồi à? Không. Hai cái vải trước cái gì? Vải có chèn đây gạch kia ở giữa hai bên đều rồi. Nó còn dây nữa. Ông cứ làm từ đấy đi. Rồi đây, đây tôi sẽ xây trước hàng là không có đây gì. Đảm bảo đúng. Ông ơi cứ làm bên này đi. Không chút bên này lại gạt xuống đây cho nó nhanh. Gì? Ông cũng làm. Làm đây cũng làm. Ôi còn cách xa thoải mái không ạ? Ảnh hưởng gần nhưng mà cái này hơi chút ở đây tí đúng không? Mà hơi chỉ cái kiểu ở đây cái này đúng không? Đấy thì bác cứ chỉnh cái này. Rồi đấy, xong xong rồi đấy. Ok rồi. Chân cái bên dưới luôn. Đây là 81 đo mẹ ra đây. 81 cộng cái gì là bao nhiêu? Rồi, tích dưới đây 5 phân các bạn. Lên hết. Ừ. Ví dụ chân đánh dấu quê hương. Một giây rồi. 3 phân rưỡi. Em phải có 2 giây chứ nhỉ? 1 giây. Ôi thoải mái rồi, không ảnh hưởng gì cả. Đây từ chỗ này đặt ba phân rưỡi. Tổ, nó chẹt. Liên quan gì cắm cái này là không có liên quan gì nhà và không có lấy bằng cách 2 phân nữa mới đến mép đấy. Đây là con dây nữa đây này. Đấy, này đây 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 này mình thích cái này chính không đấy, 3 phân còn dây nữa đấy đấy tìm đấy dễ ăn được thôi. Tất cả đều chuẩn hướng hết đấy ông Điền ạ. Ờ cũng bây giờ chúng đây đốt cái này trên đấy. Chính nam là chính nam luôn đấy, không có sai gì đâu. Không đào không rộng rồi. Cái này bên đó chuẩn hướng cả dưới cả trên rồi. À, chuẩn hướng chính nam cả dưới cả trên rồi, chỉnh từ cái kiểu thôi. Thì mới có anh ạ. Trên mồ cũng thế. Đâu, gạch thì bây giờ chưa cạy được, bây giờ trước hết là đào bên này xuống, đào cả đầu cái ra đi. Đây 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 đây. Cho tiểu bên này lên trước. Nhưng mà anh ơi bên cái dây của nó lại đè gạch ở bên dưới. Thôi cứ đè cái đè đấy gạch đi xong xe nó ra. Gạch ở giữa ra là xích xích nó ra là được. Thì còn ngọt chèn còn con này nó quan lửa đúng rồi. Đúng rồi, nó nào nó ruột một cái thôi con ơi, con đưa để mà nó cái tiểu này cho nó sạch này cho nó rất nan mà này mang đây phải lau sạch sẽ cho được đấy chứ làm thủ nước đào đi không thì ta kiêng rửa nước rửa nước hả rửa ngoài nhiều lắm mày mẹ nó chỉ lau thôi lau khô rửa lau không to anh họ này nó đặt ngang nghe thì cái vét nó sạch đầu đi làm này vội nào được cứ phải bình tĩnh không vội được đâu làm cái này phải như là coi như là đi hay khảo cổ ấy cái gì đó đúng rồi có biết cái nào là đằng đầu không đầu đây rồi đầu đây rồi đầu chắc chắn là phải quay đầu vào ông bà không ai đặt nhưng mà sao cho thấy con rồng lại quay đầu về đằng kia đấy. Đó, con rồng quay đầu đằng này rồng kiểu con là tao sợ không có rồng phượng gì kia rồng kia gì đâu. Cái đầu rồng ở chân bên dưới xanh kìa chắc nó lau mới biết tí nữa lau mới biết
Ngày xưa cái hôm con đi ấy, con đi ra đây xem thì các anh bảo là quay đầu về ông nội chứ. Quay đầu về ông nội á? Vâng. Quay đầu về ông nội có đúng về dòng quay quay đầu về ông nội không? Mày cái thằng nó bị ôn chết rồi, lất 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 đắp rồi. Lại đứt nắp đi á. Hết rồi rồi. Cái đấy nó tự ấy mà. Tự chứ không ai động đến nó mà. Nó lên nó gặp ấy cái nào nó mủn mà. Cái này nó trong non. Không phải là non, cái gạch này nó cây cây xuống rồi kìa. Nó mỏng. Cái này nó mỏng khúc nữa này. Cái này nó không làm chỉ biết đây này. Đúng. Ông ơi, ông có bóc hết rồi ra chạy đi ra cái này. Rồi, đã đào. Bác đã đào hết ạ. Bây giờ ông chỉ có lấy trong cái đầu đó bóc hết rồi bên này. Sao rồi ông bẩy được con gạch ra. Đấy, cái này. Dễ. Nó phải từ từ. Thế giờ anh bảo chú Thành nhá, giờ chú bóc hết đất bên này đi. Sâu xuống từ đấy tiểu đi. Đây từ đấy rồi. Đấy cái bài này cái bài gà nạo đất trong này sắp được. Đây từ rồi. Thế. Đây từ rồi. Thấy chưa? Này mình mẹ ăn nó mai mà mình cố hai kia là bỏ hết. Cái này. Bảy cứ đi. Nó ép luôn ngoài nó ép nó mút vào trong rồi. Cái này nó dưới đất này. Nhưng mà đào luôn trong luôn luôn cả bài đó bê một cái cả chụp lên luôn. Buộc vào đi. Buộc vào xuống. Đây có dây em cứ tưởng đấy, là nhấc lên được. Đấy, không không nhấc đâu. Buộc được xuống đây đây buộc lại. Phải đào cho nó lỏng hết ra, biết đâu cái này chôn dưới đất thì lâu lắm là từ đó nó mủn ra và nó được đâu. 7 năm thôi, cũng cho khởi xây lắm thôi. Gạch cũng là mủn ra mà thu nó mủn mà. 7 năm rồi đấy. Chứ phải xây lắm thôi. Rồi. Không cho lên đây đâu lại như là để buộc vào cái vải đó. Không quá mà. Tôi bỏ bằng cái bay rồi đứng ra đấy rồi. Còn có một cái bay ở đây. Tôi dùng lấy cái mà ông bây giờ mình đào đáy bên này, xuống. Lấy cái bay bên này kia đây lại cái đấy nó sang ngay. Đấy, bắt cái tâm. Cái đất xuống gầm đi. Cái đất xuống gầm đi thế. Nó cũng nhanh. Đây phải ngâm một hàng cái này đi anh. Bỏ xì cả chừng người cái này đi. Thế mong quay chừng người xuống mà. Cái bỏ gì nó xuống tận đấy của nó anh rồi. Nhưng mà nó bị cất xuống rồi. Mấy năm rồi còn gì nhỉ? 7 năm. Đơn giản như là kiểu hồi xưa rồi đó. Ơ ra chuyển gạch đi đây chứ. Chuyển gạch bên kia ra đây cho các bác xem. Đấy, các bác xem kiểu 10 trước mà. Này có liên quan gì đâu. Sau thay thẳng hết tất cả thành giấy luôn à? Tất cả thành giấy luôn. Cắt cái giấy luôn à? Cắt ra. Thế nào? Cắt riêng nhá. Cắt riêng. À? Không có làm gì thế nào cả. Ừ. Cắt cái này xong rồi. Thẳng cắt cái này được. Thẳng cắt đây, thẳng cắt đây. Đằng này cũng đằng này cắt riêng kia này. Tách hết mà. Ừ. Tách. Tách thì sao? Tách hết. Cắt ra như thế là đương nhiên là cũng là phải coi là như hồi. Nhìn. Không cái nào xin cái nào cái nào cái nào đây còn sách đây bây giờ ông thuộc sâu khi bay nó đã trở xuống tâm đẩy nó lên được chưa hai cái này khác màu quá màu khác nhau đâu màu bên này đều giống nhau hết hả à? Khác lắm nắp khác màu cháu nhìn cháu biết khổ quá ông cái tía này còn màu kia lắp khác nhỉ? Mua phải giống nhau mà. Chú mà kia kể cả ba cái lắp kia khác nhau kìa. Không nhìn đến. Ý anh đầu con rồng kia, cháu nghĩ đầu con rồng. Cái này kìa.
cái này dùng ngược rồi. Ôi bây giờ thế này ông ơi, đấy bay bảy ở mé gạch như này, cho khe gạch như này, cho là đây này cho bay bảy cái đầm của gạch đấy cho sát vào, cho bay ngược thế kia, thế, cho nó ra giờ lấy hết cái đất ra đi xem nó có mua còn ôn nữa không, xe được không, đấy, xe được rồi. Nhấc lên được rồi. Cứ thế đi. Rồi. Cứ làm vui cứ phát đi. Ủi lên cái bay gạt hết cái đất là chưa. Bê hẳn lên chứ. Cái bê buộc gạt hết cái đất là cái nắp đi. Nâng ra chưa hả ông ta? Cái ông nó lứt cái nắp rồi á. Cái nắp nó lứt sẵn rồi. Cái ông lứt một đầu lên. Lau rồi vẫn. Bê hẳn lên. Không, cứ buộc buộc vào anh không bê. Buộc cái nào? Ông cứ lưng lên. Đừng bắt đầu lên. Cái gì đấy? Kéo cái vải vào đi. Cái này về lên trên kìa. Gì phải làm với cái trò này? Trò gì mà trò? Thế ông giờ buộc vào. Buộc chắc vào. Buộc nó gọn nào. Buộc nó gọn nào. Thế. Cái cà phê này nè. Được. Cứ cứ ấy vào cho xong. Các cái ông này làm thế nào mà nó đùm tùm thế này nhỉ? Rồi. Cuốn nó gọn là vê hai bên nó gọn thành tay, nó gọn nó như là một cái giải thế. Đâu. Cuốn thế này. Thôi như cái giải hết ra ông bọc. Cuốn nó gọn vẩn vẩn như cái thừng ấy. Mang lên còn cho nó gọn lau cho lau xong cho xong. Lau rồi cái này. Kéo ra sạc cần. Tất cả những cái gì không cần lau, bởi vì cái này chứ bên ngoài chạy không cần lau, mày lau chạm nó. Đập vào. Lau à, có ghi ra là chạm, không biết nó mang được rất là nhanh. Gọi là có lau thôi. Có qua. Còn lau qua để. Đấy, dòng bên lên. Đưa đây. Để lâu quá. Vẫn là nguyệt gì đấy. Bê đến. Thế thế thế. Kiểm tra đầu ấy đâu. Cứ đặt đất là nó khác nó sẽ thấy. Đầu đây rồi. Đầu đây rồi. Đầu đây chỉ cần gì đấy. Có cái hoa đấy là đầu à? Ừ. Đầu theo giúp người trên đặt ngược lấy cái tay này đúng người trên đi đúng không? Đây nhìn miếng nào mà đầu của đây sạch này nhìn này kia không là lúc trước đặt đi không lúc trước mà đặt về nhìn về đông nó hướng tây cởi đây ra cởi đây cải trắng nha phải đi ngày xưa là nhìn đây là nhìn về hướng đông đông nam đâu đằng này đầu đấy à đầu đấy là nhìn hướng tây để bỏ đi bỏ xuống cái gì đó. Thế cho nó gối đầu lên cho nó quen được. Đúng rồi, cái nên đây là trên cụ. Quê cái chỏ đấy, nhau. Anh ra ngoài có cầu kỳ quá. Nào cái này trước lấy cháu không đã bao nhiêu cắt cho sẻ. Đi qua thôi bác Điền ạ. Vâng. Gọi là làm phép thôi. Nó sạch sẽ cho cháu không? Làm phép vào đây tắm rửa cho cháu đây. Vâng. Để cái này ra. Kéo nó bật cái lắp này bằng. Để cắt lắp suốt. Nhẹ nhàng thôi rồi bật lắp không lấy được đâu. Cứ nào cái này hộp này được cái này. Không ra cái này là mình tới. Cái này như thế này cái này là cái hướng chọn. Người ta nhiều khi người ta chỉ quan trọng cái kiểu như này. Bên trên đấy thì xây cái bảng trong tháp mà quay hướng khác. Mày bỏ đây về vị trí cũ giả anh. Nhưng mà đầu rồng này quay về này là thế nào bác? Đầu rồng đâu? Đầu đây. Đầu đâu? Đuôi đây. Đúng rồi. Đầu đấy là đầu đồng quay hướng tây là đúng rồi đấy.
kiểu như thế à? Không phải đâu, vẫn nguyên đây. À nhưng mà bên này cái đầu lại quay hướng này. Đây, đầu đây. À, thế cái đấy không quan trọng đâu. À, thế thì không phải đâu, không phải thế. Có nghĩa là vẫn đầu quay đây, một đầu quay đầu đấy. Thế thì đầu đây, đây cái hoa văn này. Hoa văn ít này, đây cái hoa văn đầu ít này này. Đầu đấy. Hoa văn này là hoa văn đây này nó mới đánh dấu đầu ít thì sao này. Cái thọ ở đầu thì sao ấy? Phải không? Đầu đây này, có chiếc thọ không? Đầu đây. Có chiếc thọ là đầu. Đầu đây này. Đằng kia nó có con toán không phải đâu. Đằng đầu đây này. Đúng rồi. Đây là ông mặt trời à? Ông mặt trời à? Lỗ to. À, nó đúng rồi, có chữ thọ ai gì. Ôi được rồi đây không ạ? Ôi nó vừa vừa đặt không, con này đi. Nó lứt ra đấy. Hả nó lứt đấy, đặt chỗ nào đặt đi. Rất là đặt. Thế thôi. Đây, thằng này đặt bên này. Nó lại chỗ này. Thanh nhạc Thanh ơi, bây giờ còn cái này ông cậy hàng gạch làm cho nó dễ em ơi. Không, vẫn phải đào đi. Cũng vẫn được, cũng cậy hàng gạch nó nhanh, đặt cái kia cái đỏ cái kia thì tối mới ám mất. Ông Thanh nhạc cái kia để bọn tôi lấp luôn. Không đào đầu được sao, sao được cậy hàng gạch. Không, bác cứ cậy cái hàng gạch này lên này, nó sẽ rộng bác ạ. Nhanh, cái chơi cái hàng gạch ra chốc thì lại thò cái bánh mấy kiểu xê xê phát nó lên lên. Xê thế nào được. Ông cứ cậy, ông cứ đào ria ra, không, không con là ông cố cậy phát là bục. Chết chưa? À, ông này cứ bảo việc cậy, không cậy đâu. Cái ông này, đào ria thôi, cậy ông xuống nào. Người ta nảy hết xung quanh. Ông mà cố cậy bục ra đi, cái này nó hả nó xuống, biết gì thôi. Gặp không khí. Ông bảo không hề đào. Cái này nó gặp không khí, nó mụn ra từ mụn đấy. Cái gì đấy? Ông điền đấy, cái này. Tôi đã chào học nhầm cái tao phải lấy cái ấy người ta, lấy cái bàn chải cái đấy rồi. Tiền nữa thì xuống bên nào mới rắc cái này mà đi tiền à? Nhanh lên. Rắc cái tiền đây. Hả? Nó cho tiền thật xuống đây à? Ủa bác ạ. Vàng. Tính vô đây bà Thủy xong làm cho cháu cái này đi, cho mấy loại chúng cho đi. Tính thử là cháu chỉ cho một đấy. Cho hai cái đầu này của cây giữa thì sao? Cái giải hết một đầu dưới đi. Anh ơi, thế giải ba thứ này cùng một đấy à? Mấy cháu sao? Chia ra làm ba cái không ạ? Cứ giải hết một lượt xuống dưới thì nó hết xuống dưới thì không vấn đề gì cả. Ôi, con đâu để tí để em chia ra đây. Dạ. Cái quét xuống xong là xong lại tiếp tục lại cho. Thế như này thì được chưa các anh? Rồi cô cứ giải đều rồi. Dính ra luôn đấy mà. Thế thôi, còn đâu ấy trên này. Đấy Hùng xem là cho xuống rồi. Để mà ấy đi, không để em chê nó bụt đấy. Cho nó bưng xuống là cứ thế bưng cả cái vải đỏ, bưng tất. Đấy. Xuống, xuống, không? Không? Bên trên đâu quá. Cái đầu quay đằng này cơ mà. Đấy, đầu quay đằng này. Đúng rồi đấy, đúng đầu đấy, đúng đầu đấy. Xuống xuống. Nó cởi cái vải đỏ ra. Được chưa? Được chưa? Và cái đàn đi giữa đi không ơi. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Cởi cái vải đỏ ra. Trong khéo một tay lên đằng trước, một tay rút dây ra. Cho ra cho cái vải xuống đằng cuối chân kia. Ép xuống cạnh được. Nó là đằng đầu. Người ta ấy người ta để hết cả xong. Đằng nào cũng được, khéo một khéo khéo nhấc cái vải đỏ ra. Thầy cũng cho để gì. Cứ bốc mải kia ra. Ấn luôn xuống khe đấy. Bỏ luôn đấy. Cái mải gì. Rồi xong rồi. Để đây ra bưng nắp nắp vào xong để cho các chú. Đây là lấy tiền. Đây là cái này mà bán rau. Lấy tiền đây. Đây giấy tiền hai loại. Ba loại đấy. Vàng giấy tiền ba loại còn giấy tiền này nữa. Ôi được rồi. Được chưa? Rồi ra đi nào của cái lắp đầu tiên bên ngoài. Lắp đầu tiên, lắp đầu tiên. Thế đi ra. Không có số à, không ai thực tế cái số mà lắp. Đây đây. Vâng. Đó đấy. Đây là đầu đầu rồng ở như nào nhỉ? Quay lên đây ạ. Đầu chấm ba chấm này, đây đây nhỉ. Phải không? Vâng. Ông Đạt ra sang lấy xô xúc cắt, đứng chuyên nhau xúc cắt đổ vào đây. Đó đầy đi, xong để ké cho con xây. Xong rồi. Xúc cắt vào đây. À đâu, bắt đầu. Xúc cắt đổ vào đây. Cắt đổ vào đây. Xúc cắt đây, đổ vào đây. Đây, đây, bên này là xong rồi. Xong chưa Hùng ơi.